Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Audio Review sách của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn cuốn sách Doanh nghiệp của thế kỷ 21, tác giả Robert Toru Kiyosaki. Để bắt kịp với những thay đổi như vũ bão của công nghệ thông tin như hiện nay, chúng ta cần phải nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn. Nhưng để không tiến hóa thành một cỗ máy vô tri, vô giác, chúng ta cần phải sống chậm lại và nghĩ khác đi. Sống chậm lại để thấy được rằng nhân loại đang đứng trước thế kỷ 21 với những cuộc đổi mới chóng mặt. Đứng trước những biến thiên của thời đại mới, chúng ta nên làm gì? Đứng ngoài cuộc và chiêm ngưỡng sự thành công trong tâm thế đầy ngỡ ngàng trước sự vươn vai của những gã khổng lồ kinh tế. Hay tự biến mình thành một start-up với sự đầy nhiệt huyết và đầy tham vọng của tuổi trẻ. Tất cả sẽ được giải đáp trong cuốn sách Doanh nghiệp của thế kỷ 21 của Robert Toru Kiyosaki. Bạn có thể đặt mua ngay cho mình cuốn sách này bằng cách nhấp vào đường liên kết ngay trong phần mô tả. Cảm ơn bạn. Robert Toru Kiyosaki được biết đến như là một nhà đầu tư, doanh nhân và đồng thời là một tác giả viết sách nổi tiếng. Bộ sách đầu tay Dạy con làm giàu của ông đã gây được tiếng vang lớn khi luôn dẫn đầu danh sách bán chạy theo tờ The New York Times và được xem là sách viết về kinh doanh bán chạy nhất mọi thời đại. Dù mỗi quyển sách được khai thác ở những khía cạnh khác nhau của việc kinh doanh, nhưng tất cả đều cùng hướng đến một thông điệp mà chính tác giả Robert rất tâm đắc. Phải có trách nhiệm với tình hình tài chính của bạn hoặc làm quen với việc thực hiện mệnh lệnh trong suốt quãng đời còn lại. Bạn hoặc là chủ nhân của đồng tiền hoặc là nô lệ của nó. Điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Trong cuốn sách Doanh nghiệp của thế kỷ 21, Robert Kiyosaki sẽ đưa ra lý do tại sao chúng ta cần phải tạo dựng doanh nghiệp riêng của mình, bao gồm việc thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi tư duy làm giàu đúng đắn và cách thức tìm kiếm phương tiện xây dựng doanh nghiệp phù hợp với bản thân mỗi người. Hãy cùng tôi khám phá những giải đáp qua những câu hỏi lớn mà tác giả đặt ra trong quyển sách, để từ đó mỗi người có những chiêm nghiệm riêng cho sự phát triển của bản thân trong tương lai. Kim tứ đồ là gì? Giá trị cốt lõi của từng nhóm. Kim tứ đồ là một bảng phân loại gồm 4 nhóm L, T, C, D, tương ứng với từng nhóm đối tượng người, đó là người làm công, người làm tư, chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Mỗi người trong chúng ta đều có một vị trí riêng trong 4 vị trí của kim tứ đồ, hoặc cũng có thể đồng thời có mặt ở những vị trí khác nhau. Nhưng quan trọng hơn hết, kim tứ đồ giữ vai trò như một hệ quy chiếu để mỗi chúng ta soi mình vào đó để có thể biết rõ vị trí thực tại của bản thân và hoạch định kế hoạch cho sự phát triển trong tương lai. Người làm công, chữ L, kiếm tiền thông qua một công việc hoặc làm việc cho người khác hoặc một công ty nào đó. Người làm tư, chữ T, kiếm tiền bằng cách làm việc cho bản thân họ hoặc là tự mình điều hành hoặc là thông qua cơ sở do chính mình sở hữu. Chủ doanh nghiệp, chữ C, sở hữu một doanh nghiệp lớn, thường có từ 500 lao động trở lên, tạo ra tiền. Nhà đầu tư, chữ D, kiếm tiền từ nhiều khoản đầu tư khác nhau, hay nói cách khác, tiền càng tạo ra nhiều tiền hơn. Mỗi góc phần tư trong kim tứ đồ sẽ có giá trị cốt lõi khác nhau. Ở góc phần tư người làm công thì giá trị cốt yếu của họ chính là sự ổn định. Những người làm công tìm kiếm một công việc ổn định với nhiều phúc lợi và rất e dè với sự mạo hiểm khi tham gia đầu tư. Đối với những người trong góc phần tư, người làm tư, giá trị cốt lõi của họ là sự độc lập. Họ tâm niệm rằng nếu bạn muốn làm việc gì đó được làm tốt, hãy tự mình làm nó. Trong khi những người thuộc nhóm phần tư, chữ tờ, muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của chính họ, thì những người thuộc góc phần tư, chủ doanh nghiệp,
lại luôn tìm kiếm những người tài giỏi tham gia vào doanh nghiệp của họ, bởi họ thấy sự giàu có làm nền tảng cốt lõi cho mọi nỗ lực phát triển. Còn đối với góc độ nhà đầu tư, họ thích đồng tiền phải làm việc thay chính họ. Hay nói cách khác, giá trị cốt lõi của họ là sự tự do về tài chính. Tại sao cần phải làm chủ nguồn thu nhập? Tại sao cần phải làm chủ một công việc kinh doanh? Làm chủ nguồn thu nhập của bản thân sẽ giúp chúng ta tồn tại và đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Không những thế, việc tự kiểm soát thu nhập cá nhân còn là phương thức tự rèn luyện khả năng quản lý của chính bản thân mình. Quản lý nguồn chi tiêu hợp lý và là bước nền tảng quan trọng để chuẩn bị bước sang các góc phần tư, chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Góc phần tư chữ cờ là nơi thích hợp để bắt đầu xây dựng sự giàu có thực sự. Đó cũng chính là nơi chúng ta được tự do kiểm soát cuộc đời và số phận của mình, được tự do với công việc mà chính những bản thân mình yêu thích, mà không phải chịu sự rào cản về giờ giấc hay những quy tắc khắt khe của công ty khiến chính bạn cảm thấy bị gò bó và áp lực. Làm việc chăm chỉ như những người làm công chỉ để kiếm tiền sẽ không thể nào xây dựng được cho chúng ta một sự giàu có đích thực và vững chắc được. Bởi lẽ, những người làm việc ngày càng chăm chỉ hơn lại càng bị đánh thuế cao hơn, và họ sẽ lại phải làm việc cật lực hơn nữa để kiếm được nhiều tiền hơn. Khi còn bé, tôi cũng được bố mẹ dạy về công thức thành công y như những gì có thể bạn cũng được học. Đến trường, học hành chăm chỉ và đạt thành tích tốt để có thể kiếm được một công việc đảm bảo, được trả lương cao với nhiều lợi ích, và công việc sẽ chăm lo cho con. Nhưng đó là tư duy của thời đại công nghiệp, trong khi chúng ta không còn ở trong thời đại đó nữa. Chính phủ sẽ không chăm lo cho bạn, sẽ chẳng ai chăm lo cho bạn. Chúng ta đã bước sang một thế kỷ mới và mọi quy luật đã thay đổi. Bạn đang lắng nghe audio review sách Doanh nghiệp của thế kỷ 21. Audio này nhận được sự hỗ trợ từ website thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Đừng để những tư duy lối mòn của thế hệ trước ảnh hưởng tiêu cực đến mỗi chúng ta. Trong thời đại này, mọi quy luật xưa cũ đã và đang dần được thay thế. Chẳng có bất kỳ một thứ gì gọi là sự ổn định công việc cả. Nếu đã từng có những năm tháng leo lên từng nấc thang ở tập đoàn, đã bao giờ chúng ta dừng lại để quan sát hay không? Kết cục của những người đi trước, bạn có cảm thấy mệt mỏi và chán nản với việc phải nỗ lực hết sức, nhưng thành quả thực sự có đáng với công sức bỏ ra khi bạn chỉ đang đi theo sau lưng người khác? Vậy còn chần chừ gì nữa mà không nắm bắt cơ hội làm chủ doanh nghiệp, làm chủ chính mình? Philip Kotler, người được mệnh danh là cha đẻ của ngành marketing hiện đại, từng nhận định: vấn đề chủ yếu không phải nằm ở thị trường kinh tế, nó nằm ở chính bạn có dám làm hay không. Làm sao để bước qua bên phải của kim tứ đồ? Để bước qua bên phải của kim tứ đồ, điều mà mỗi chúng ta cần làm là thay đổi tư duy của người làm công hay người làm tư. Thay vì làm việc để có một công việc, để có một thu nhập ổn định, mà là hãy tạo dựng tài sản để có sự tự do, hạnh phúc, giàu có thực sự. Tài sản là thứ làm việc cho bản thân mình, nhờ vậy mà chúng ta không cần phải làm việc trong quãng đời còn lại. Tác giả đưa ra 8 giá trị tạo dựng sự giàu có mà mỗi doanh nghiệp nên cân nhắc để áp dụng vào thực tiễn. Giá trị thứ nhất, giáo dục kinh tế trong thực tế. Giá trị số 2, con đường hiệu quả để phát triển cá nhân. Giá trị số 3, những người bạn chia sẻ ước mơ và giá trị cùng bạn. Giá trị số 4, sức mạnh mạng lưới của riêng mình. Giá trị số 5, một doanh nghiệp bạn sao có khả năng mở rộng. Giá trị số 6, những kỹ năng lãnh đạo vô địch. Giá trị số 7, cơ chế để tạo dựng sự giàu có thực sự. Giá trị số 8, những ước mơ lớn và khả năng thực hiện ước mơ. Trong số những giá trị mà tác giả đề cập đến, riêng cá nhân tôi,
giá trị số 2 là quan trọng hơn cả. Bởi lẽ, doanh nghiệp muốn thành công thì nền tảng cốt lõi cần được xây dựng từ yếu tố quan trọng, kinh tế và con người. Nếu nền tảng kinh tế vững chắc được xem là chiếc xe đang lăn bánh về đích, thì con người, chủ nhân của những chiếc xe ấy, chính là phần định hướng thiết yếu để đưa xe đi trúng hướng, nhanh và xa hơn. Nói cách khác, con người là linh hồn của mỗi thương hiệu, mỗi doanh nghiệp. Đầu tư vào con người, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, là đầu tư thông minh nhất để có thể trở nên giàu có đích thực. Trở nên giàu có không phải là việc bỏ đồng xu may mắn vào đúng cỗ máy, đánh bạc. Và bạn không phải đơn giản tìm một cách thức mới để kiếm thêm nguồn thu nhập bổ sung. Thực tế, bạn phải thay đổi giá trị cốt lõi của mình. Đó không chỉ là việc thay đổi những gì bạn làm, mà theo một cách thức rất thực tế là bạn phải thay đổi chính con người mình. Đâu là lý do khiến nhiều người thất bại trong lĩnh vực kinh doanh? Không phải ai đặt chân vào lĩnh vực kinh doanh cũng có thể nhanh chóng tạo được tốc độ tăng trưởng đột phá như mong muốn. Nhiều người đã từ bỏ ngay những phút giây đầu tiên của thử thách. Vì sao vậy? Thiếu kiến thức kinh doanh và quản lý, thiếu kinh nghiệm thực chiến trên thương trường. Và còn 1001 lý do khác nữa. Nhưng điều quan trọng mà tác giả muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là do chính chúng ta. Vấn đề chủ yếu không phải nằm ở thị trường kinh tế, nó nằm ở chính bạn có dám làm hay không. Chính bản thân mỗi người có dám đương đầu trước biển cả cuộc đời. Mỗi chúng ta đều mang những ước mơ làm giàu, ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời xa. Nhưng khi vừa đặt chân ra bể lớn, chúng ta lại sợ sóng to vỡ thuyền. Trong mỗi chúng ta đều có một người chiến thắng và một kẻ thất bại, một gã giàu và một thằng nghèo kiết xác, một con người hiện ra và một con người luôn núp bóng. Đó thực sự là một trận chiến. Lý do mà hầu hết mỗi người chỉ đạt đến trạng thái gần chạm đến thành công là do chính họ đã để kẻ thất bại ngự trị. Trong cuộc đấu tranh diễn ra nội tại bên trong mỗi con người, kẻ thất bại luôn luôn khôn khéo hơn cả. Nó luôn chiêu dụ ý thức sa ngã vào những thứ vui, vô bổ, những điều vô nghĩa và dần dà làm tê liệt ý thức phản kháng. Hãy nhớ rằng, ai kiên trì cho người chiến thắng lộ diện sẽ chiến thắng. Không phải điều gì khác mà chính trong ý thức của mỗi chúng ta phải thực sự mạnh mẽ để có thể khắc chế được kẻ thất bại vốn luôn trực chờ bên trong. Người chiến thắng xuất hiện đối phó với rủi ro, còn kẻ thất bại chỉ nghĩ đến an toàn và đảm bảo. Kẻ thất bại luôn cào nhào và than vãn về an toàn và đảm bảo, rồi cuối cùng gặp bế tắc trong công việc và không bao giờ thực sự an toàn hay đảm bảo. Rèn luyện chính bản thân mình là điều cần thiết để có thể làm chủ doanh nghiệp. Chúng ta càng dễ dãi với bản thân bao nhiêu, tỷ lệ thất bại của bạn càng lớn bấy nhiêu. Khi bản thân không thể tự chủ, không thể vượt qua những rào cản của chính mình, ta sẽ khó có thể chạm đến được sự giàu có và hạnh phúc đích thực. Chỉ khi làm chủ chính bản thân, con người mới có thể làm chủ đồng tiền và để đồng tiền làm việc. Chúng ta là chủ của đồng tiền, không phải là nô lệ của chúng. Khóc lóc hay kêu ca không giải quyết được gì cả. Ở thời đại mới, bạn phải tự biết nỗ lực hết mình để biết ước mơ kinh doanh thành hiện thực. Bạn có ước mơ làm giàu, bạn không thể nào sống mãi ở góc phần tư của người làm công hay người làm tư mãi được. Đã đến lúc mỗi người phải tạo dựng sự nghiệp riêng của chính mình. Hãy thay đổi để tạo nên sự đột phá, vì chính bạn đang nắm trong tay vận mệnh của tương lai. Chào mừng bạn đến với cuốn sách Doanh nghiệp của thế kỷ 21. Audio review sách đến đây là kết thúc. Bạn có thể đặt mua ngay cho mình cuốn sách này bằng cách nhấp vào đường liên kết ngay trong phần mô tả. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.